Còn về dịch cúm AH7N9 thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm qua đã xác nhận chưa có bằng chứng nào cho thấy virus cúm H7N9 đang lây nhiễm giữa người với người tại Trung Quốc, dù đã có một số trường hợp những người cùng trong một gia đình cùng bị nhiễm bệnh. Hiện số ca nhiễm virus H7N9 tiếp tục tăng lên từng ngày. Tính đến chiều nay thì đã có 88 người mắc bệnh tại 6 tỉnh, thành phố của Trung Quốc. Tại cuộc họp báo về cúm AH7N9 hôm nay tại thủ đô Bắc Kinh, tiến sĩ Michael O'Leary, người đứng đầu văn phòng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Trung Quốc cho biết, 15 chuyên gia Trung Quốc và thế giới sẽ được cử đến thủ đô Bắc Kinh và Thượng Hải để tìm hiểu thêm thông tin về dịch cúm H7N9. Trước mắt, các chuyên gia sẽ tập trung tìm hiểu xem loại virus mới này ảnh hưởng đến người như thế nào. Theo các bằng chứng được thu thập đến nay cho thấy, gia cầm chỉ là một phương tiện truyền nhiễm, song các xét nghiệm dịch tễ học chưa chỉ rõ được cơ chế truyền nhiễm này. Ông cũng bác bỏ thông tin cúm AH7N9 có thể lây nhiễm từ người sang người. Tình hình sẽ rất khác nếu virus H7N9 có thể lây lan từ người sang người. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa xảy ra và chúng tôi cũng hy vọng nó sẽ không xảy ra. Hiện chúng tôi vẫn đang tìm hiểu phương thức lây lan của chủng virus này. Sáng nay, tỉnh Chiết Giang cũng đã có ca nhiễm cúm AH7N9 đầu tiên được xuất viện, nâng tổng số ca được xuất viện lên 6 ca trên toàn quốc. Tính đến nay, Trung Quốc đã xác nhận 88 ca nhiễm cúm AH7N9, trong đó 17 ca đã tử vong. Trong cuộc họp bàn về công tác phòng chống dịch cúm AH7N9 vừa diễn ra, thì Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường một lần nữa chỉ đạo các cơ quan chức năng phải tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo nguồn kinh phí điều trị, cũng như nâng cao hiệu quả điều trị cho các bệnh nhân lây nhiễm và giảm đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong. Viên nữ, phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc.